13 chiếc này, tạm gác lại cuộc hành trình vừa qua. Bây giờ là mình là bay tiếp tục cuộc hành trình mới, một trang giấy mới của ngày mới và tháng mới nha cả nhà nha. Thôi cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tất cả khán giả yêu thương, cảm ơn những người bạn, những người anh, những người tri kỷ đã ủng hộ, hỗ trợ những việc trong cuộc sống cho tới mọi thứ trong cuộc đời này. Cho nên là thôi Long Bay đây xin tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại những ngày tháng khi mà gặp mặt nhau nha. Cũng không biết nói gì. Chúc sức khỏe cho tất cả. I love you tất cả mọi người. Tạm biệt. Về Mỹ làm việc tiếp tục, nghỉ một vài ngày cái làm việc tiếp tục nha. Bà con cô bác có ủng hộ em, anh chị có thương ủng hộ em thì đưa ra cái sản phẩm nào mình ủng hộ cái sản phẩm nấy cho Long nha. Về Mỹ Long sẽ phục vụ cho tất cả quý vị là đề tóc, uống cho ốm cho đẹp nè, hiểu không? Có đem mới về nha, không có nhiều, số lượng không có nhiều nha. Ai muốn ốm cái bụng, ai muốn nhuận dãy đi cầu kiếm em, rồi mất mở cái bụng thì kiếm em nha, uống đời tóc nha, của Nhật nha. Chỉ có Long có độc quyền thôi, không ngoại là không ai có nha, cho nên mình phải tranh thủ mình lấy nha. Rồi trà uống ngủ ngon, không? Hai thứ. Ai mất ngủ nặng 1 năm, 2, 3 năm, 10 năm gì để kiếm tới Long nha. Tóm lại là đem sức khỏe cho tất cả quý vị, thấy không? Đem sức khỏe, mọi thứ khỏe là kiếm Long nha cả nhà nha. Mấy nay khách gọi nhiều lắm nhưng mà Long chưa có về tới. Hôm nay là Long mới bay nha cả nhà nha. Cho nên là rồi kiếm Long nha, mọi thứ nha, tốt đẹp sức khỏe nha. Muốn ốm muốn trẻ muốn đẹp gì thì còn kiếm Long hết ha. Coi như là bị bón rồi không có đi được thì trong cuộc sống không đi được linh sạch người này kia nọ, ốm mất mỡ mất đồ thì kiếm Long hiệu quả vô cùng nha, mà khỏe luôn nha. Uống không chóng mặt chóng mài gì hết, mình cũng không có làm cho mình mỏi mệt gì hết nha. Thật là tuyệt vời cái đời tóc nha. Muốn gì thì mình hãy xem với bình luận nha cả nhà nha. Muốn tìm em thì xem bình luận nha. Ok, I love you cả nhà. Chúc mọi người được bình an, chúc mọi người nhiều sức khỏe, chúc mọi người làm ăn phát tài phát lộc trong cuộc sống, thấy không? Bye bye. Hello Tài Phê. Đây là mình đã tới đáp xuống Đài Loan rồi nha cả nhà nha. Đó. Khí hậu Đài Loan hôm nay là rất là lạnh nha. Vừa đi đáp xuống tới đây là coi như là mình nhảy mũi ha, nhảy mũi một chập luôn. Nghe nói là cũng mười mấy độ đó. Thay đổi thời tiết là nhảy mũi liền, đúng không? Như cánh chim giang hồ phiêu lãng nơi chân trời lìa xa dòng sông xanh, tìm thiên đường mong manh như nước trôi xa nguồn, đời trôi theo tháng năm u buồn. Ôi tóc xanh mẹ hiền, con xanh theo tháng năm chờ mong, hay trắng như mây trời, buồn như sương tuyết khi chiều, buồn như sương tuyết rơi chiều đông. Con robot này dễ thương quá vậy. Hello robot, dễ thương ha. Chà, chảy nước mũi này ha. Shopping này bán đồ cũng đẹp quá chứ ạ. Như cánh chim giang hồ phiêu lãng nơi chân trời, giờ phải đi tắm rồi. Bây giờ mình chỉ có đứng đây mình chạc điện thoại một chút thôi nhé, chờ vô hải quan. I love you cả nhà nha. Ok, I love you. Xin chào, xin chào mọi người, anh chị em, cô chú, bạn bè ở Đài Loan nha.